ta à, muốn thành tiên, pháp lực vô biên. Thế giới này làm gì có người siêu phàm? Khoa học và công nghệ là sự thật duy nhất. Cái gọi là thần thoại truyền thuyết bất quá đều là chuyện xưa mọi người vì đối mặt với sợ hãi không biết mà tưởng tượng ra. Nhưng nó chỉ tồn tại trong quá khứ. Với sự xuất hiện của một người ngoài hành tinh, mọi thứ sẽ thay đổi vì anh ta. Chương một Vạn sự khởi đầu nan Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 02 Chủ bá tịch tịch Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 03 Đại thúc, đi mau, bằng không thì liền không còn kịp rồi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 04 Có câu này cam đoan, thiên cũng có thể không nể mặt mũi bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 05 Một cái đệ tử vào ta môn, từ đây ta mệnh không do trời. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 06 Giành lấy cuộc sống mới, tương lai có hy vọng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 bắt đầu tu tiên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 08 Sao động phan hâm mộ? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 09 Linh căng càng nhiều, tốc độ tu luyện càng nhanh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Người mất tích quay về. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.